Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở cách đường Nguyễn Công Bình khoảng 20m thôi. Thì ở đây là phường 6, đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho. Ở đây có một cái căn nhà đang bán, thì em quay cho anh chị mình xem ha. Thì căn nhà của mình á là rất là nó nằm ngay cái vị trí rất là tốt nha anh chị. Như là cái đường ngoài này nè là đường Nguyễn Công Bình đó anh chị. Một lát á em sẽ chạy ra ngoài đường Nguyễn Công Bình quay cho anh chị xem ha. Thì ở đây á là gần siêu thị Bixi nè. Gần cái quân y K20 hay là gần trường chuyên Tiền Giang. Thì gần nhiều cái khu công ty nữa. Gần quốc lộ 60 á anh chị. Đây thì quanh đây thì rất là đông, em sẽ mở định vị cho anh chị xem. Còn cái căn nhà mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á là cái căn nhà ở trước mặt mình nè. Thì cái căn nhà này á là cái mặt tiền đường á là 6m. Và đường là đường thông nha. Thì căn nhà là có bề ngang là 5m, bề dài là 30. Đây. Anh chị xem. Nè. Nhà mình là bề ngang là 5m từ bên này đi qua nha. Bề dài là 30m. Nhà thì tổng diện tích là 148m², trong đó thì có 110m thổ cư. Giá là 3,3 tỷ. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị vô tham quan cái căn nhà nha. Ở ngoài trước là mình sẽ có một cái khoảng sân nha anh chị. Anh chị nào mà đi ô tô thì mình có thể đậu ở ngoài trước nè. Đó. Này. Em sẽ dẫn anh chị đi xuống ngoài sau thử nha. Căn nhà của mình ngang 5m, dài 30 thì khá là dài. Chủ thì bán nhà thôi, người ta chừa nội thất lại nha anh chị. Này, có một cái giường ngủ ở đây. Sao điện thoại em tới tối vậy ta? Ở đây là một phòng ngủ nha anh chị. Nhà thì rất là bự, phòng rất là bự luôn. Sao em không biết nữa, chắc cũng quay cũng chắc cũng sáng ha. Chủ thì bán nhà thôi, nội thất người ta sẽ dọn đi. Căn phòng thì em thấy rất là mới. Đây là một phòng ngủ nha. Rồi bên này là một phòng nữa nè. Em vuốt mà. Giờ mình sẽ qua tiếp cái căn phòng bên này ha. À, bên này không phải là phòng anh chị ơi, bên này là nhà tắm. Nhà vệ sinh luôn. Trời, thiết kế rất là nhìn màu xanh rất là đẹp ha. Anh chị nhìn xem nè. Vậy là nhà là một nhà này là ở dưới là một phòng ngủ nha anh chị, rồi cái nhà vệ sinh ở bên này. Đồ, rất là đẹp nha, màu xanh rất là bắt mắt. Cái này là dán lên cao luôn.
Này, cái này là khu vực ở ngoài sao nha anh chị. Đây, đây là cái khu vực ở ngoài sao nè. À, một cái nhà bếp, bàn ăn. Rồi ở ngoài sao á thì có chỗ để mình phơi đồ nữa nha anh chị. Em thấy là đóng cửa rồi. Anh chị nhìn nè. Ở ngoài sao có một cái khoảng sân để mình phơi đồ. Rồi giặt đồ rồi đó anh chị. Này. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị đi lên trên gác ha. Đây là phòng ngủ. Nè, mình sẽ đi lên trên này ha anh chị. Thì em xin nhắc lại với anh chị, cái căn nhà này á là ngang là 5 m, dài 30, tổng diện tích là 148 m², có 110 m thổ cư. À, giấy tờ sổ đỏ đầy đủ hết nha anh chị. Thì chủ nhà kêu căn nhà này giá là 3 tỷ 3, giá cả thì thương lượng nhẹ. Nhà này xây tường rất là cao ha anh chị, em thấy quá cao luôn á. Đây, wow, vậy là hình như là nhà có 2 phòng ngủ đó anh chị. À, một phòng ngủ nhỏ ở dưới, rồi một phòng ngủ rất là to hoành tráng ở đây anh chị xem. Giường rồi rất là bự ha. Đó. Rồi tủ rồi kìa. Trên này là có một cái nhà tắm, có bồn tắm nữa. Wow, cái nhà tắm này nó bằng một phòng ngủ nhỏ luôn đó anh chị. Em thấy là nó rất là rộng nha, nó bằng một phòng ngủ luôn á. Này anh chị xem. À, đây là ở ngoài sau cái mái nhà của mình nè anh chị. Có chỗ phơi đồ nữa nè. À, cái này là cái đường đi ra nè anh chị, thấy rất là kỹ ha. Em thấy vừa có cái này để chống bụi hay gì nè anh chị, có một cái lớp lớp màng chống bụi hay gì nè, rồi cái cửa sổ, rồi cái ở ngoài nữa, 3 lớp cửa luôn á, rất là kỹ ha. Này, bây giờ em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem ha. Em thấy là cái căn nhà này là hướng đông nam, nghiêng về hướng đông nhiều hơn. Hướng đông như nam, nghiêng về hướng đông nhiều hơn nha. Đây là cái vị trí mà em đang đứng nè. Thì anh chị thấy là ngôi nhà của mình là sát bên đường Nguyễn Công Bình luôn. Nó cách đường Nguyễn Công Bình tầm chừng 200 m thôi. Rồi anh chị thấy là xung quanh là có siêu thị Maxi là ở cái khúc bên này nè anh chị, rồi bệnh viện K20 đồ.
Rồi trường chuyên là khúc bên này, rồi khu công nghiệp nè, anh chị thấy ở đây là thuộc về trung tâm của thành phố Mỹ Tho rồi. Đó anh chị xem. Em sẽ phóng bự bự lên cho anh chị mình xem ha. Đó. Đó anh chị xem nhà xung quanh rất là đông nha. Đó bệnh viện quân y 120 nè. Thì bây giờ em từ ở đây mà về tới thành phố Hồ Chí Minh á, bến xe miền Tây thì là khoảng 62 cây số. Chạy xe khoảng 1 tiếng 15 phút. Bây giờ em sẽ đi ra, em quay ngoài cái đường bự cho anh chị mình xem ha. Thì em xin nhắc lại, chủ bán hết cái căn nhà này. Nội thất thì chủ chừa lại nha, chủ chỉ bán nhà thôi. Nội thất thì chủ sẽ dọn đi á. Chủ chỉ bán nhà thôi. Thì căn nhà là ngang 5, dài 30. Trong đó thì có thổ cư là 110 mét vuông. Giá là 3 tỷ 3, giá cả thì mình sẽ còn thương lượng nhẹ. Khi nào anh chị đi xem á thì em dẫn anh chị vô nhà rồi mình gặp chủ á, mình nói chuyện trực tiếp với chủ luôn nha. Nhà thì sổ giấy tờ đầy đủ hết luôn. Em sẽ đi ra, em quay cái một đoạn đường đi cho anh chị mình xem. Này, cái này ở ngoài trước nha. Quanh đây thì nhà cũng rất là đông nha anh chị nhìn xem nè. Hàng xóm của mình là ở sát sát nhau không à, như anh chị nhìn nè, đó đây nè, đi ra là ngoài đường Phạm Hùng rồi. Em sẽ bận áo khoác vô, em quay một đoạn đường, quên, đi ra là đường Nguyễn Công Bình, em bận áo vô cái em đi một vòng cho anh chị xem ha. Cái này là đường Nguyễn Công Bình nha anh chị.